Rồi bây giờ tới tiết mục kiểm tra nín thở của các bạn người cá Passa và Missy. Rồi hai bạn cùng nghe tôi đếm 1, 2, 3 hít hơi vào chặt vô bụng nha, rồi úp mặt xuống nha. 1, 2, 3 bắt đầu. Chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín. Bạn này nín thở 36, còn bạn này nín thở còn có mười mấy giây à. Trời ơi, mấy bạn thành người thường vậy luôn ha. Người cá yếu quá. Rồi xuống thở nước đi. Nếu các bạn có thể nín thở được 1 phút thì sẽ được đi Thái Lan cùng với Tion vào ngày 7 tháng 12 này. Chắc chắn là Tion sẽ xin ba má cho các bạn đi cùng, không cần ba má các bạn đi theo cũng được. Bởi vì sự kiện kêu gọi bảo vệ môi trường biển ở Thái Lan, chúng ta sẽ đi qua rất nhiều hòn đảo đẹp ở Thái Lan để cho các người cá bơi biểu diễn. Đặc biệt đến đó có một cái hòn đảo chỉ cần bơi ra biển thôi, cá đuối bơi lại, tất cả các loài cá bơi lại vây lấy bạn, cắn bạn, xỉa lấy bạn, hung bạn, nghe cắn thì sợ đúng không? Ừ, chơi vậy đi.